Bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp một vài cái thao tác cơ bản trong cách làm việc với lại Corel. Đó là các thao tác thu phóng để chúng ta có thể là làm việc ở trong môi trường này. Thế thì về công cụ ấy, thì chuẩn mực của nó sẽ là công cụ Zoom ở đây. Các bạn nhìn thấy cái công cụ hình hình cái kính lúp này, và khi chúng ta nhấp chọn vào đây thì chúng ta sẽ có hai cái công cụ ở trong nhóm là công cụ Zoom và công cụ Pan. Công cụ Zoom khi tôi nhấn chọn nó thì nó bắt đầu chuyển sang thành công cụ kính lúp cộng như thế này, và các bạn muốn thu phóng để xem cái khu vực nào thì các bạn sẽ thao tác như sau. Một là các bạn kích chuột vào cái khu vực mà các bạn muốn xem thì nó sẽ lấy cái điểm mà các bạn kích chuột làm tâm thu phóng để nó phóng lớn cái hình lên cho các bạn quan sát. Các bạn cũng có thể biết được là cái tỷ lệ nó đang phóng là bao nhiêu thông qua cái zoom lever nó nằm ở góc trái ở trên thanh property đây. Thế ngoài ra thì các bạn có thể chọn cái phương án khác, đó là các bạn nhấp và giữ chuột, sau đó thì các bạn vẽ ra một cái vùng lựa chọn như thế này. Khi các bạn nhả chuột ra thì cái khu vực mà các bạn vừa khoanh đó nó sẽ được phóng lớn lên đầy màn hình để cho chúng ta có thể quan sát. Thế đấy là thao tác phóng lớn. Thế còn thao tác mà thu lại thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng zoom out, đó là cái biểu tượng cái kính lúp trừ ở đây. Khi tôi bấm vào đây thì không cần co kéo gì cả, mặc nhiên nó sẽ tự động tính từ tâm màn hình, nó sẽ thu nhỏ lại còn một nửa. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn, đó là tùy chọn zoom, zoom to on object. Bấm vào đây thì nó sẽ hoặc là thu màn hình hoặc là phóng màn hình để cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ các đối tượng hiện có ở trong tài liệu. Đấy, bất kể là các đối tượng này nằm trong trang giấy hay là nằm ở ngoài cái mặt bàn. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái tùy chọn là zoom to page. Khi tôi bấm vào đây thì bất kể nó đang ở chế độ to hay nhỏ như thế nào thì cuối cùng nó sẽ hoặc là co hoặc duỗi cho chúng ta nhìn thấy hết được cái trang làm việc này. Tiếp nữa thì chúng ta có tùy chọn là zoom to page width. Thì khi tôi bấm vào đây nó sẽ căng lên để cho tôi nhìn thấy thì đây, toàn bộ cái chiều ngang của trang giấy, nó kín luôn màn hình. Thế còn nếu tôi bấm vào cái bên cạnh zoom to page 2 này thì khi tôi bấm vào đây nó sẽ co lại vừa đủ để cho chúng ta nhìn thấy cái chiều cao của trang giấy. Thì đấy là cách làm bằng công cụ. Tuy nhiên là chúng ta còn có một số các cái tùy chọn khác nữa mà có lẽ là người sử dụng sẽ thích dùng hơn là đưa vào công cụ. Vì sao ạ? Vì thu phóng là trong quá trình làm việc, tôi muốn phóng lớn hay tôi thu nhỏ chẳng qua để tôi làm tiếp việc thôi. Cho nên là chúng ta đang làm việc với một công cụ này mà chúng ta lại chuyển sang công cụ Zoom, thì sau đấy chúng ta lại phải chuyển về công cụ chúng ta đang sử dụng, thì nó sẽ mất thời gian. Do đó thì chúng ta có thể sử dụng một số các cái phím tắt như thế này. Phím tắt F2 là để gọi cái công cụ phóng lớn. Đấy, là công cụ Zoom cộng, đúng không? Phím tắt F3 là để thu nhỏ. Phím tắt F4 là để cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ các đối tượng hiện có ở trong bản vẽ. Thế còn một vài cái tùy chọn khác nữa như sau. Nếu như có một đối tượng nào đó đang được chọn, đây các bạn nhìn một chút, các bạn sẽ phân biệt một đối tượng được chọn với một đối tượng không được chọn là gì. Các đối tượng mà không được chọn thì nó không có gì bao quanh. Còn các đối tượng được chọn hoặc một đối tượng được chọn thì nó sẽ có 8 cái tay nắm điều khiển màu đen bao xung quanh này. Đấy là phân biệt giữa đối tượng được chọn và đối tượng không được chọn. Và khi có một đối tượng được chọn này mà chúng ta nhấn Shift F2 thì nó sẽ tăng cái đối tượng được chọn này ra kín màn hình để cho chúng ta quan sát. Còn trường hợp mà tôi chọn Shift F4 thì sao? Thì bất kể nó đang to nhỏ như thế nào, nó cũng sẽ co về để cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái này. Đó. Thế ngoài ra chúng ta có thêm một cái phím tắt nữa, đó là phím F9. Với phím F9 này, khi tôi nhấn
thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ giấu toàn bộ tất cả các cái thanh menu, thanh màu, thanh công cụ, thanh trạng thái, vân vân. Nó giấu hết đi và nó phóng lớn lên để cho chúng ta nhìn, chúng ta quan sát bản vẽ thôi, và lúc này chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng thị giác bởi những cái yếu tố xung quanh của cái môi trường làm việc nữa. Ấn F9 một lần nữa thì nó lại quay trở về cái màn hình làm việc thông thường. Đấy. Và ở các phiên bản mà thấp hơn thì chúng ta sẽ không có cái phím này, đó là phím Ctrl cộng hoặc là Ctrl trừ. Ctrl cộng và Ctrl trừ này là Corel học theo thằng Adobe. Đấy. Ctrl cộng là phóng lớn, Ctrl trừ là thu nhỏ. Thì đấy là cái thao tác mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta phóng lớn hoặc thu nhỏ nhanh một cái màn hình làm việc. Nhưng như thế chưa hết, chúng ta còn một cái phương pháp nữa là làm việc với bi lăng của chuột. Các bạn sẽ thấy như sau. Nếu mà bi lăng giữa của chuột hay nút giữa của chuột mà chúng ta đẩy về phía trước thì là phóng lớn lên. Chúng ta kéo về phía chúng ta thì là thu nhỏ lại. Thế nếu như mà chúng ta lại kèm thêm với lại phím Alt hoặc là phím Control thì chúng ta sẽ có một cái thao tác hơi khác đi một tí. Lúc này thì nó giống như là chúng ta sử dụng công cụ Hand. Đây các bạn quan sát. Trong nhóm này thì chúng ta có hai cái công cụ là Zoom và Hand. Zoom là để phóng lớn hoặc là thu nhỏ, còn Hand là để cho chúng ta có thể thực hiện cái thao tác Pan, tức là chúng ta kéo, chúng ta dịch cái màn hình. Khi phóng lớn lên thì sẽ có những khu vực mà chúng ta quan sát rõ, nhưng đồng thời là có những khu vực là bị phóng lớn nên là khuất, chúng ta không quan sát được. Và lúc này chúng ta chuyển công cụ Hand để chúng ta nhấp chuột thế này, chúng ta kéo sang các khu vực khác đang bị lấp để chúng ta kéo nó vào trong cái trường nhìn của chúng ta. Thế cũng như là cái công cụ giống như là cái công cụ Zoom thì việc sử dụng công cụ Hand này là hạn chế. Đấy, tại vì là sau khi mà chúng ta dịch xong chúng ta lại phải chuyển công cụ để làm việc tiếp. Do đó người làm mà đã quen biết rồi thì người ta sẽ không dùng cái này mà người ta sẽ sử dụng là phím Alt. Tôi đẩy chuột về phía trước đồng thời nhấn Alt thì là tôi sẽ quan sát phía trên, đó, quan sát lên phía trên. Còn nếu mà tôi giữ Alt mà lại vê chuột về phía mình, vê cái bi lăng về phía mình thì chúng ta sẽ xem được phần phía dưới. Thế còn nếu mà thay vì Alt mà nhấn giữ phím Ctrl thì chúng ta sẽ đẩy lên phía trước là chúng ta sẽ xem phía bên trái. Còn nếu mà chúng ta kéo về phía chúng ta thì nó sẽ cho chúng ta xem phía bên phải. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái phương pháp này nữa để dịch chuyển nhanh khu vực làm việc để cho chúng ta quan sát. Đó là phím tắt là N. Khi mà tôi nhấn phím N ở trên bàn phím thì các bạn sẽ thấy một cái cửa sổ nhỏ được mở ra trong màn hình làm việc như thế này. Và nó sẽ cho chúng ta xem xét tổng quan cái tài liệu của chúng ta đang có bao nhiêu đối tượng. Chúng ta sẽ có một cái khung đen đen. Khi chúng ta di khung đen này thì chúng ta có thể dịch được cái trường làm việc, cái trường quan sát của chúng ta để chúng ta xem góc nào ở trong số những cái đối tượng hiện có trong màn hình. Sau khi mà chúng ta dịch đến cái khu vực mà chúng ta cần rồi, kích chuột một cái, xác nhận là thôi, không dịch chuyển nữa thì nó sẽ dừng lại ở đó để cho các bạn quan sát. Ngoài cái cách nhấn phím N thì còn một cái phương pháp nữa là các bạn di chuột tới góc giao nhau của cái scroll ngang và cái scroll dọc. Các bạn sẽ thấy một cái hình hình kính lúp ở đây. Nếu các bạn nhấp chuột vào đây thì nó cũng sẽ hiện ra cái khung giống như là chúng ta nhấn phím N. Và bằng cách là di dịch thì các bạn cũng có thể là chuyển sang các khu vực khác để các bạn xem được. Đấy. Thì đấy là những cái phương pháp để các bạn có thể là phóng lớn, thu nhỏ hoặc là dịch chuyển cái màn hình làm việc để các bạn thao tác trong cái quá trình mà thiết kế của mình.